Xin chào các bạn, chào một tuần mới và chúng ta lại gặp lại nhau trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 12 tháng 3. Ngay bây giờ thì hãy cùng với mình chúng ta hãy cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 thì hiện tại Hương Giang đang có mặt tại Thái Lan để tham gia những hoạt động của Tân Hoa hậu. Và khi mà bị MC hỏi về việc tin đồn mua giải trong chương trình này thì phản ứng cũng như là cách trả lời của Hương Giang đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem nhé. Tại buổi giao lưu này thì Hoa hậu Hương Giang đã có những chia sẻ thú vị về hành trình đến với chiếc vương miện và những cảm xúc ở thời điểm khi mà cô đăng quang. Hương Giang cũng đã chia sẻ một số kế hoạch của mình trong thời gian tới. Và một lần nữa thì Hương Giang đã hoàn toàn ghi điểm bởi thần thái cùng với khả năng giao tiếp cùng với trình độ tiếng Anh của mình. Đặc biệt nhất là khi MC đưa ra một câu hỏi trên mạng xuất hiện tin đồn là Hương Giang đã mua giải, thì Tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế đã hỏi ngược lại MC như sau: "Tôi không đẹp sao?" Trước những phản ứng nhanh nhạy, thông minh và hài hước như vậy của Hương Giang thì đã khiến cho tất cả mọi người có mặt tại trường quay vô cùng thích thú. Khi được hỏi là bạn đã tham gia nhiều cuộc thi ở nước bạn như vậy và đến hôm nay đến với Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 lý do là vì sao? Và ngay lập tức thì Hương Giang đã hỏi ngược lại nữ diễn viên này một câu, đó chính là: "Tôi hỏi bạn một câu được chứ, giả sử trong tương lai những đứa con của bạn muốn được chuyển giới thì bạn sẽ làm gì?" Và phần đối đáp và giao lưu này thì đã từng khiến cho host Diana vô cùng thích thú và bất ngờ, và cũng như là công chúng nước nhà được một dịp nở mũi khi có một đại diện chinh chiến đấu trường quốc tế mà lại trả lời thông minh đến như vậy. Bộ bàn ghế cùng với các vật dụng như là bát, đũa, đĩa, thìa mà Tổng thống Obama đã sử dụng khi mà đến thăm và ăn ở quán bún chả Hương Liên, hiện tại thì đã được chính chủ quán này đóng khung lồng kính để trưng bày tại cửa hàng. Và sau sự việc này thì đầu bếp nổi tiếng thế giới là Anthony, chính là người đã ngồi cùng với Tổng thống Obama ngày hôm đó, cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Trong chuyến công du đến Việt Nam vào năm 2016 vừa qua thì Tổng thống Barack Obama đã tới quán bún chả trên phố Lê Văn Hưu để thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam. Và theo đó thì ông Obama đã tới quán bún chả này và gọi hai suất bún chả cùng với hai chai bia để ngồi ăn cùng với đầu bếp nổi tiếng có tên là Anthony. Và mới đây ngày 9 tháng 3 thì theo những bức ảnh được đăng tải thì những đồ vật mà ông Obama từng sử dụng tại đây đều được chủ quán đóng khung lồng kính để trưng bày ở một góc rất trang trọng. Và cụ thể là chiếc bàn đã bày nguyên vẹn kê sát vào tường và đóng khung lồng kính, và thậm chí là đến chiếc ghế mà ông Obama ngồi cũng được đưa vào để trưng bày luôn. Và ngay sau đó thì bà Hương Liên, chính là chủ quán của quán bún chả này, đã cho biết việc đóng khung lồng kính chiếc bàn mà Tổng thống Mỹ đã từng ngồi chính là ý tưởng của một khách hàng của cửa hàng để lưu giữ lại những hình ảnh giản dị nhất của ông Obama. Tập được bài đăng này thì ông Anthony, chính là người đã cùng ngồi ăn với Tổng thống Obama lúc đó, cũng đã nhanh chóng chia sẻ lại những hình ảnh và bày tỏ sự ngạc nhiên của mình, kèm theo một dòng trạng thái, đó chính là: "Tôi không chắc chắn mình cảm thấy thế nào nữa." Và bức ảnh này thì đã thu hút được hơn 40.000 lượt thích cùng với hàng ngàn bình luận của bạn bè, và hầu hết thì đều thể hiện sự bất ngờ trước những hình ảnh này. Một quán trà sữa tại Hà Nội được cho là mở ra để phục vụ cho các dân chơi thủ đô. Và ngoài việc bán trà sữa thì họ còn phục vụ cả bóng cười và thậm chí là còn trình diễn cả nội y và qua mặt cảnh sát để hoạt động thâu đêm. Được quảng cáo như một quán trà sữa nhưng cửa hàng có tên là 2AM Tea Pub lại hoạt động như một quán bar. Và mặc dù là ngay từ ngoài cửa chúng ta có thể thấy là những banner đã ghi rõ là trà sữa đồng giá 40.000 một cốc, thế nhưng mà quán trà sữa này lại được mở ra để phục vụ các dân chơi tại Hà Nội trong tiếng nhạc bật to hết cỡ và thậm chí là có cả những hoạt động trá hình thâu đêm. Và trong đoạn clip thì chúng ta còn có thể thấy được là có cả những bạn học sinh vẫn còn mặc đồng phục, vẫn thoải mái vô tư ngồi ngậm bóng cười và hút si sa. Và để thu hút khách thì quán còn có thêm những màn trình diễn nội y của các vũ công với thân hình cực kỳ nóng bỏng. Trên fanpage của quán thì cũng liên tục đăng tải những thông tin tuyển dụng nhân viên nữ với ngoại hình bắt mắt và chiều cao từ 1m6 trở lên. Và được biết quán này hoạt động từ 2 giờ chiều cho đến thâu đêm khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Dưới mác là một quán trà sữa thì quán còn phục vụ cả bia và rượu mạnh nữa. Qua 12 giờ đêm nếu như mà lực lượng chức năng có đi kiểm tra thì quán sẽ đóng cửa bên ngoài, còn bên trong thì vẫn hoạt động bình thường. Gần đây thì bóng cười cũng đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấm kinh doanh và sẽ xử lý nghiêm nếu như phát hiện vi phạm. Tin tức cuối cùng đang gây xôn xao mạng xã hội đó chính là một nữ sinh lớp 11 đã tự tử sau khi mà clip hôn bạn trai trong lớp bị phát tán lên mạng xã hội. Sáng ngày 11 tháng 3 vừa qua thì một số người dân khi đi qua hồ nước thuộc xóm Nam Tiến, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát hiện ra một thi thể nổi trên mặt nước, và nạn nhân chính là Hồ Thị Lan, người trong xóm và là học sinh lớp 11.
Và trước thông tin này thì ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Hòa đã chia sẻ rằng gần đó thì người dân đã phát hiện ra một chiếc điện thoại cùng với một lá thư tuyệt mệnh, bức thư dài một trang với nội dung là gửi lời xin lỗi bố mẹ. Chị Nguyễn Thị Hiền, 38 tuổi là mẹ của nạn nhân đã khóc ngất tại hiện trường và cho biết là bình thường, Lan rất là ngoan, học giỏi và vâng lời bố mẹ. Và tối hôm qua thì nữ sinh này không thấy về nhà, đến sáng nay thì gia đình mới nhận được hung tin. Thầy Nguyễn Cảnh Ban là giáo viên chủ nhiệm của học sinh này thì cũng đã cho hay, sau khi nhận được tin thì học sinh, thầy cô và bạn bè đều không dám tin vào sự thật này. Theo nam giáo viên này thì ngày thường em Lan đi học bình thường và thuộc top học giỏi nhất nhì lớp. Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết là do phía gia đình không yêu cầu nên là chiều cùng ngày, thi thể của Lan sẽ được gia đình và chính quyền địa phương tổ chức an táng. Hiện tại thì công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang điều tra để tìm rõ nguyên nhân vụ việc này. Các bạn thân mến, tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay 12 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé!